các bạn, đây là chiếc điện thoại QSmart S1 và mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy một số cái tính năng về chụp hình của máy. Thì ngoài những cái chức năng như là chụp HDR nè, rồi làm mịn da, xóa mụn hay là chụp panorama, thì nó có một cái chức năng mà mình thấy rất là mới mà không, hầu như là không có máy nào hiện nay có, đó là cái chức năng chụp hình đa góc. Tên tiếng Anh của nó là Multi Angle View. Thì cái biểu tượng của nó là một cái hình có ba cái tấm hình như thế này. Thì chức năng của nó là giúp chúng ta chụp những cái hình giống như là 3D, có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra những cái ảnh mà chúng ta có thể thấy được cái vật thể của chúng ta ở nhiều cái góc cạnh khác nhau trong cùng một cái tấm hình duy nhất. Thì bây giờ mình sẽ trình diễn thử cho các bạn thấy cái chức năng này nó hoạt động như thế nào. Ví dụ như ở đây mình muốn chụp cái món đồ chơi nhỏ này, và mình muốn cái người xem họ thấy được những cái góc trái phải khác nhau của tấm hình, thì mình sẽ dùng cái chức năng Multi Angle và mình sẽ bắt đầu chụp từ cái góc bên đây. Khi mình nhấn nút chụp thì máy sẽ bắt đầu hoạt động và nó đưa ra cái hướng mũi tên hướng dẫn mình là tiếp tục quay sang những cái hướng khác. Đó, rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ xem lại hình. Thì ở cái giao diện xem hình nó sẽ có thêm một cái thanh trượt ở bên dưới. Chúng ta sẽ dùng cái thanh trượt này để chuyển qua lại giữa những cái góc độ chụp khác nhau. Thì thật ra đây là một cái tính năng mà nó ghép nối giữa những cái tấm hình chụp liên tục lại với nhau. Tuy nhiên cái ý tưởng của nó đưa ra thành cái tính năng chụp đa góc như thế này thì mình thấy nó rất là hay, và nó cũng sẽ rất là hữu ích cho chúng ta trong việc chụp những cái sản phẩm, hoặc là chụp những món đồ chơi, hoặc là chụp những cái món đồ mà chúng ta muốn đưa lên mạng bán hoặc là khoe với bạn bè chẳng hạn. Thì cái điểm yếu mà mình chưa hài lòng cho lắm đó là cái góc chụp của nó chưa được cao, chưa có được rộng, cho nên là chúng ta chỉ có thể chụp từ một cái góc này mình nghĩ là khoảng chưa tới 180 độ đó, chứ chúng ta không thể xoay vòng hết được cái vật thể của chúng ta. Mình hy vọng là sắp tới cái hãng QSmart họ sẽ nâng cấp cái chức năng này để mà đưa ra cho chúng ta chụp rộng hơn. Đó. Còn các tính năng khác thì hầu như những cái chiếc máy Android này cũng có. Mình sẽ nhắc lại đó là chụp HDR nè, rồi chụp làm đẹp da, chụp panorama, và sau cùng là Multi Angle. Xin cảm ơn các bạn.